Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm phần video ăn Evin tiếp theo và mở dương anh em nhé. Thì xem hôm nay đầu tuần mình có được may mắn hay không. Thì mới mua được nguyên liệu đây anh em ơi. Thì mỗi ngày một ít thì ăn thử mỗi ngày rỉa rỉa một chút để xem là nó ra như thế nào. Rồi là bây giờ mình sẽ, đây này, mình đã ăn đủ 1.000 hộp rồi này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm lồng đèn nhé. Mình chưa nhận thôi. 100. Anh em đang xem video nhờ nút like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em, để ủng hộ mình lấy tinh thần để mình làm nhiều cái Evin nữa. Ok, hai cái ngôi sao anh em ạ, hai ngôi sao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là tặng bé ngôi sao cho bé thiếu nhi. Rõ ràng là Trung thu đã qua rồi nhưng mà chúng ta vẫn được trải nghiệm cái sự kiện Evin Trung thu của game ZX1 Evin và 20 cái lồng đèn bướm bướm. Ok anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp Evin nhá, xem mà nó ra như thế nào. Đây, mình sẽ ngồi đây đi. Ok, bây giờ mình xin phép anh em là mình sẽ ăn Evin nhá. Mình sẽ bỏ 20 hộp ra mình ăn trước này, để xem nó ra vật phẩm gì nhá anh em. Biết đâu một phát lại ra cái nhẫn đan bang luôn thì sao. Vâng, chưa được cái gì anh em ạ. Chưa thấy ra cái gì luôn. Hay là những cái vật phẩm ấy mình cất dương là nó sẽ chồng lên. Rồi, 20 hộp đầu tiên đã không có cái gì. Tiếp tục là sẽ 100 hộp tiếp theo anh em nhé. Xem nó ra cái gì nào. Ui, không thấy ra gì luôn trời. Thiết La Hán. Thấy một quyển Thiết La Hán và Bạt Cầu Hoàn. Ủy Thác. Và một cái bánh 1 triệu XP. Rồi, chưa thấy ra cái gì luôn. 50 hộp của tôi rồi. 50 hộp đã ra đi. Không ra cái gì luôn anh em ạ. Chết rồi, đen quá trời rồi. Một cái vải thô sơ. Và một cái dương e phân. Tưởng cái gì, nó ra cái dương e phân đã thấy chán rồi. Dương lấy đâu ra chìa mà mở. Cho dương phải cho chìa thì người ta mới có cái hứng thú mà mở chứ. Rồi tí nữa ra cái chìa nữa bây giờ anh em ạ. Vâng, chưa thấy ra cái gì luôn anh em ơi. Gần 120 hộp đã ra đi. Chưa thấy ra cái gì luôn. Vâng, 120 hộp ra một cái dương và hai cái tia thở lộ. Tiếp tục lại 100 hộp tiếp theo anh em nhé. Đổi vị trí. Xem ra gì nào. Bí kíp chăng? Bí kíp anh em ơi. Bí kíp đường môn bẫy. Vãi cả bí kíp đường môn bẫy. Tớ cho cái gì nó cho bí kíp đường môn bẫy chán hẳn anh em ạ. Bí kíp được bơm bẫy biết cay chứ. Ai xài bí kíp được bơm bẫy đây. Buồn ghê được. Hết cái ra nó cho ra bí kíp được bơm bẫy rồi anh em. Đâu đồ định quốc đâu. Chưa bao giờ mở Evin nó ra được đồ định quốc cây à. Ôi, ra cái chìa khóa em phân đi cho tôi ăn đủ để tôi mở đồ cái nào. Chưa ra cái gì luôn anh em ạ. Mỗi cuốn bí kíp và một cái dương. Rồi, chưa ra cái gì. Có tay chấm qua mà.
220 hộp đã ra đi. Bí kíp nữa chăng? Ui giời ơi, bàn nhược tâm kinh. Làm tôi hãi tôi tưởng bí kíp nữa. Rồi anh em ơi, thành quả là 220 hộp được một dương và một cái bí kíp hãm tinh loạn hoàn kích, bí kíp bẫy của đường môn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mở dương em giờ dương hoàng kim nhá. Xem là nó ra đồ gì. Úm ba là một, nào anh em cùng đến với mình nào. 1 2 3. Định quốc. Kim phong rồi, trời ơi. Quá là chán anh em ạ. Và đây là ra một món kim phong. Rồi quá xui anh em ạ. Rồi mày quá xui rồi. Rồi ok, mình xin phép là dừng video ở đây anh em nhé. Anh em yêu quý mình nhớ nút like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Hẹn gặp anh em ở những video Elvin tiếp theo.